lôi lại xong lôi lại. Nhanh không? Động tác nhanh không? Treo lên được luôn á. Được á. À, được. Đúng rồi. Mạnh ghê ha. À. Ui. Không nhúc nhích à. Không nhúc nhích à. Quay toa không nhúc nhích. Con này bán chưa? Con này chưa bán không? À. Con này mình con này con MX 35 này nó gầu mấy vậy? Nó gầu 175 anh. Của hãng Mitsubishi hả? Dạ. À gầu 175 hả? Bốn mấy anh? Mấy? Bốn mấy. Bốn động cơ hả? À. Ủa động cơ Mitsubishi nó cũng thường thường cái động cơ Mitsubishi thường là nó màu vàng căn bản của nó. Căn bản là cái lược gió lúc nào cũng màu vàng. Mấy lốc máy nó cũng sơn vàng. Nó xài bơm nhông hả? Nó xài bơm nhông 3 tầng anh. À bơm nhông 3 tầng luôn. Bơm nhông 3 tầng tay lái thủy. À, tay lái thủy lực. Dạ. Còn mình bữa kêu tay lái dầu thủy lực mấy kia nó cãi, nó kêu không tay lái thủy lực, nói thủy là nước. Yeah. Đúng không? Đúng không? Dạ. Thủy là nước chứ, chẳng qua là mình gọi là dầu thủy lực. À, mình đúng nói vậy cho nó gọn. Đó. Ủa, cái ống dầu hồi à? Ống dầu hồi à. Ống dầu hồi. Dầu hồi từ bét xuống. Cái này xả gió chưa xả luôn hả? Dạ. À, xả gió từ lượt chưa xả luôn. Ủa, nó xài hai lượt hả ta? Hai lượt anh. Một lượt này lượt gì đây? À, cái lượt dầu của nó hết á anh. Một lượt thô, một lượt rin, một lượt tin. Lượt thô thì lượt nước đây nè. Lượt nước xả lượt nước chưa? Đâu có nước đâu xả hả? À. Lượt dầu nó lượt lần hai cái luôn để cho nó lọc. Lượt dầu thì một cái lượt nước, có nghĩa là khi mà lên đây nước nó vô đây mình sẽ nhìn thấy đây. Mình xả đây. Còn cái lượt này lượt tin, có nghĩa là nó qua này xong nó qua lớp lượt này. Nó qua bên đây nó lượt nước là nó vô đây là mình thấy. Ừ đúng rồi. Còn cái lượt tin trời. Quá hay luôn. Ủa, thằng này nó không có tắt máy bằng điện hả ta? Nó tắt máy nó hạ, nó tắt máy nó tay bằng đây anh, đây bằng đâu? Tụt lớp máy nè. À có xài điện có. Luôn à. Khóa dầu. Khóa dầu lại tắt khóa máy, dầu. Khóa dầu lại đóng dầu lại. Không phải. Nó khóa thước lại. Nó khóa thước ra. Khóa cái thước ra lại. Dầu thước ra chứ không phải dầu. Nếu khóa dầu là bị gió. Cực kỳ mạnh. À. Đó, răng gầu riêng hết luôn nha, răng riêng của nó luôn á. Răng riêng luôn. Răng riêng luôn á, chứ không phải răng ngô đâu. Cái răng này răng gài hả ta? À răng chốt hả? Răng chốt gài, nó gài chốt anh. Cái này chốt ngang ha. Chốt ngang, thường thường người ta chốt thẳng xuống. Còn nó chốt ngang. Gầu riêng không? Gầu riêng hết anh. Nó xe nó không có la không ốp nào hết á. Đây nó có đắp nè. Đắp thì nãy em mới mốt á. Không có đắp nè. Nó tơ từ bên đó luôn anh. À, ý là đắp từ Nhật luôn đúng không? Còn cái sơn thủ này là của hãng nó sơn đúng không? Dạ. Hãng mà hãng ngoài á, hãng xe đó. Sao cho cũng hay ha. Còn Mitsubishi là nó màu vàng. À. Màu vàng. Không nó màu này chứ. Nó màu vàng anh. Chỉ có hai nít bên kia nó màu vàng. Biết nhưng mà nó hành nó màu này nè. Nó kia nữa nè. Bây giờ thằng máy đào này ra nhiều màu lắm. Mà công nhận cái anh thấy không? À. Cái màu sơn rin của nó rất là đẹp. Mà tại sao từ bên đó lại phủ cái màu nó quét đỏ có nghĩa là vậy, có nghĩa là ở bên đó thí dụ như bây giờ là thằng nó phân biệt cái màu sắc theo công ty. Đồ. Ví dụ theo cái công ty của Phong á, ví dụ như làm toàn là màu vàng không, là thí dụ như mua chiếc xe rủi mua chiếc xe màu xanh về á là kêu mấy anh em lính á nó quệt lên màu vàng.
ở bên đó nó bích tô lê nó không có, cọ nó bán rất nhiều, mà bích tô lê là rất là mắc, bích tô lê của Nhật mắc lắm. Nó mua không ra, tại vì biết tại sao không? Nó là bị cái môi trường, có nghĩa là bây giờ anh xịt bích tô lê nó sẽ bay cái sơn bụi, cái môi trường ra ngoài môi trường đó, thành thử ra ảnh hưởng đến sức khỏe đó. Vì vậy cho nên là nó quẹt bằng tay này thì nó đâu có dính vô ai, đúng không? Đúng rồi. Đó. Nó phải có cái lý của nó chứ. Anh đi hết luôn anh. Anh thử ra nó quẹt rất nhiều, lực lực thị lực nè. Lực này lực về. Cái thị lực đó là nó lực về, không bao giờ lực đi. Lực về nằm không lực đi nằm không đây. Lực đi là nó chỉ lực lưới thôi. Đúng rồi. Tại vì lực về là tại vì cái thủy lực á, khi mà nó hút á, nó hút là cái nó rất là dễ bị gió, nếu mà lực kính quá là nó gió. Với cái áp lực nó lớn, thành ra khi mà nó đã hết cái áp lực rồi nó về đây là nó. Đúng rồi, đây là nó hết áp lực rồi. Hết áp lực rồi. Nó giống như một cái nguồn suối vậy, chảy về. Lực lớn thì nó nằm dưới. Còn đây là quạt kết nhớt thủy lực nè. Cho nó giảm nhớt, cái nhiệt. Nó giảm nhiệt cái nhớt. Việt Nam mình nếu mấy đào nào mà chạy á, mà cái bơm nó xuống cấp rồi, mà nó nóng lên nó yếu á, thì mình nó cái máy nào nó không có cái lược này, cái kết vô, cái kết nhớt này á, mình chế cái kết vô chạy rất ngon. Chế kết về chạy rất là ngon. Rất chạy mát. Nó mát bơm á. Mát bơm lắm. Có nhiều chiếc đâu có cách đâu có đâu. À, này xài bơm nhông mà tay lái thủy lực luôn ha. Dạ đúng rồi. À, tay lái thủy lực này nó nhẹ. Đâu? Nó còn hết luôn nè. Đâu? Coi cái hồ sơ của nó coi. MX35 nè. Cái gì vậy? lấy áo trời à. MX35 nè. Rồi cái gì đây ta? Cái gì 300 đây ta? Này cũng có rành gì nữa. Nói chung nó không có cái chữ Anh mà nó toàn chữ Nhật không à. Ví dụ có chữ Anh đi mình còn đỡ, mình còn nhìn ra được. Cái này nó tính mấy cái chiều dài cần đồ đó. Tổng sắt xe là 3 tấn mấy? Tấn à? 3 tấn 2. À. 3200 kg hả? 3200 kg tổng hết luôn hả? À. 3 tấn mấy luôn. Chân cẳng rồi là ok. Nói chung xe này chân cẳng rồi rất là ok luôn. À. Chưa có xét một dĩa đó. Lam đồ còn đẹp ha. Lam đồ cũng còn rất là ok luôn. Lam đồ. Ủa cái lam này nó vậy thôi hả ta? Nó bằng vậy hả ta? Dạ đúng rồi. Nó chỉ lam ủi thôi mà anh. À vậy hả? Rồi. 165 triệu hả? Đúng rồi anh. À. Bán rẻ vậy? Theo anh chiếc này phải 200. Không 3 năm, không 1 năm lần nè. Rồi. Rồi về đi. Rồi, cảm ơn nha. Nông cơ Phong. Đây, nó đi đầy đủ đây. Sau lưng. Nông cơ Phong Tâm. Ở đâu? À, đây hả? Gara nông cơ Phong Tâm có bản hiệu đàng hoàng à. Bản hiệu đàng hoàng. Chuyên mua bán sửa chữa máy nông cơ, sửa giờ rảnh đâu sửa. Các loại máy của Nhật. À, số của Phong với của Tâm đây. Như vậy thì anh em nào coi thì đấy, có số Phong Tâm nè. Rồi.